Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh làm một cái video để giới thiệu đến cho tất cả mọi người về một bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Nitibull. Thì đây là một bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Nitibull. Thì thương hiệu Nitibull này là của thuộc viện chăm sóc da Nitibull Clinic. Nó được thành lập vào năm 1991 tại Bangkok, Thái Lan. Thì cho đến năm 2016 thì Nitibull đã có mặt tại Việt Nam. Và cái bộ sản phẩm này thì Tuấn Anh cảm thấy thì bao bì nó rất là đẹp. Tuấn Anh nghĩ đa phần khách hàng sẽ yêu thích nó bởi vì nó có một màu sắc rất là bắt mắt và rất là nổi bật, đó chính là màu hồng. Thật ra thì Tuấn Anh cũng đã có một thời gian sử dụng trải nghiệm những cái sản phẩm mà đến từ thương hiệu Nitibull rồi. Tuấn Anh cảm nhận thì nó rất là phù hợp đối với da của Tuấn Anh. Thì thật sự da của Tuấn Anh á là một loại da nó rất là dễ dị ứng, dễ kích ứng. Như các bạn đã thấy á, thì tình trạng da của Tuấn Anh cách đây 4 tháng trước á, thì nó rất là nhiều mụn viêm, nó rất là nhiều mụn ẩn và nhìn chung á, tổng thể của nó rất là tệ. Thì tại vì cách đây 4 tháng trước Tuấn Anh rất là thiếu kiến thức về chăm sóc da cũng như chưa tìm được một cái sản phẩm nào đó phù hợp so với da của mình. Thì nếu như các bạn mà đã quan tâm đến da của các bạn thì Tuấn Anh khuyên các bạn nên dành thời gian ra để mà mình tìm hiểu những cách mà để mình chăm sóc da cũng như là lựa chọn cho mình một cái sản phẩm nào đó mà đầy đủ uy tín cũng như là chất lượng giống như là Tuấn Anh đã chọn Nutipool. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về từng loại sản phẩm cũng như công dụng của nó nhé. Ok, trước khi bắt đầu giới thiệu sản phẩm đầu tiên thì Tuấn Anh cũng chia sẻ luôn là ngoài công việc Tuấn Anh là một người mẫu ra thì Tuấn Anh còn là một nhân viên văn phòng. Thì Tuấn Anh làm việc tại một phòng khám ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái tính chất công việc của một nhân viên văn phòng á, thì bạn sẽ phải ở trong môi trường máy lạnh rất là nhiều. Và cái môi trường máy lạnh á, thật sự nó không tốt cho da mình một chút nào. Tại vì nó sẽ làm cho da mình mất đi cái độ ẩm và sẽ gây ra mụn và tăng cái quá trình lão hóa. Thì bởi vì vậy á, nên Tuấn Anh cứ mỗi sáng mà đi làm á, Tuấn Anh sẽ sử dụng cái sản phẩm này, Nutibullet. Đây là sản phẩm dưỡng ẩm và làm trắng da. Thì Nutibullet là một sản phẩm của Thái Lan nhưng mà nhà sản xuất đã in trên sản phẩm là sẽ có là tiếng Anh, tiếng Việt để cho chúng ta có thể đọc và biết về thành phần của sản phẩm cũng như là cách sử dụng của nó. Thì cách sử dụng của nó là nó sẽ sử dụng vào buổi sáng mình sẽ thoa một lớp mỏng lên da và trước khi ngủ mình cũng sẽ thoa một lớp mỏng lên da là một ngày mình sẽ sử dụng nó 2 lần. Thì thành phần của nó là được chiết xuất bằng nấm tự nhiên. Nó được chiết xuất bằng nấm tự nhiên và không gây hại cho da. Và nó an toàn cho da nhạy cảm. Ngoài các tác dụng trên á, kem nó còn bảo vệ cho da mình khỏi tia UV có hại. Theo Tuấn Anh thấy thì thật sự nó quá nhiều công dụng và quá nhiều lớp trên một cái sản phẩm như thế này. Đầu tiên của Nitiphone thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm thứ hai. Thì cái sản phẩm đầu tiên thì nó giúp cho mình là dưỡng ẩm và làm trắng da cho suốt quá trình mình làm việc nguyên một ngày trong môi trường máy lạnh. Thì bây giờ mình sẽ đến tới sản phẩm thứ hai là sản phẩm đi chơi. Đi làm thì phải có đi chơi chứ. Thì sản phẩm thứ hai này đó là sản phẩm kem chống nắng. Thì đến sản phẩm thứ hai thì mình thấy bao bì của Nutipool rất là đẹp và sản phẩm này cũng rất là nhỏ gọn. Có thể rất là nhỏ gọn thì bạn có thể tiện trong việc mình đi du lịch, di chuyển. Thì đối với một sản phẩm mà kem chống nắng á, thì mình sẽ chú trọng đến việc ngoài cái việc mà chống tia cực tím ra thì mình còn chú trọng đến việc là nó có kích ứng gây mụn hay không. Tại vì theo như mình biết á, thì rất là nhiều sản phẩm kem chống nắng nó sẽ làm cho mình bị bí da và nó gây ra mụn rất là nhiều. Thì sau khi mình trải nghiệm và sử dụng sản phẩm của Nutipol á, thì mình thấy nó không nổi mụn và nhà sản xuất cũng công bố là sản phẩm này không nổi mụn và chống tia cực tím rất là tốt. Thì mình nghĩ đây cũng là một sản phẩm
rất là tốt, đáng tin cậy và để lựa chọn đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm cuối cùng của bộ 3 sản phẩm Nitipon. Đây là sản phẩm cuối cùng, đó là nước tẩy trang. Nước tẩy trang của Nitipon thì Tuấn Anh đánh giá cái sản phẩm cuối cùng này á, là mẫu mã nó rất là đẹp, rất là bắt mắt. Nó có màu tím mộng mơ rất là đẹp. Thì đối với một cái sản phẩm mà tẩy trang á, thì ngoài công dụng của nó ra thì Tuấn Anh cũng quan trọng đến cái mùi hương. Mình sẽ khui ra xem là cái mùi hương của nó sẽ như thế nào nha. Thì theo Tuấn Anh ngửi á, thì Tuấn Anh cảm nhận là cái mùi hương của nó là thơm nhưng mà rất là dễ chịu, nó không bị nồng, thơm một cách rất là dễ chịu. Thì Tuấn Anh thường sử dụng sản phẩm tẩy trang bởi vì do tính chất công việc á, là mình sẽ đi trang điểm nhiều nè và đi ra đường nhiều, thì nó tẩy đi cái lớp bụi bẩn do cái môi trường bên ngoài và cái lớp trang điểm make up của mình rất là tốt. Và Tuấn Anh cảm nhận là sau khi mà tẩy trang xong á, thì mình không bị khô da và nó vẫn dưỡng ẩm cho da rất là tốt, và nó cũng không làm mình da mình bị lão hóa đi. Thì đối với các sản phẩm của Nitipon thì Tuấn Anh thấy tất cả sản phẩm họ đều ghi trên đây là sẽ không bị kích ứng da, không bị kích ứng và dưỡng da, thì có nghĩa là da của bạn sẽ chỉ có tốt hơn thôi, nó chỉ có thể là tốt hơn thôi, tại vì nó không bị dưỡng, không bị kích ứng mà nó sẽ giúp cho bạn càng ngày càng tốt. Và mình rất thích những sản phẩm của Nitipon, mình đánh giá cao về chất lượng cũng như mẫu mã của sản phẩm này. Ok, và đến đây cũng đã kết thúc video của Tuấn Anh về việc sử dụng cũng như trải nghiệm bộ 3 sản phẩm của Nitipon. Thì rất cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến hết video của Tuấn Anh ngày hôm nay. Thì da mặt của chúng ta cũng vậy á, nếu chúng ta mà yêu thương nó thì nó cũng sẽ yêu thương chúng ta, và nếu mà chúng ta chăm sóc nó thì nó cũng sẽ đẹp lên cùng với ta. Be unique, beauty, đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp.